Nếu vua Quang Trung mình không mất sớm thì có mở rộng lãnh thổ không anh? Chưa thống nhất được Việt Nam ai biết. Thí dụ nhiệm vụ của vua Quang Trung á, mày khoan nghĩ tới chuyện mở rộng lãnh thổ đi. Đó, ép hàng được Nguyễn Ánh cho đã. Hoặc là bắt được Nguyễn Ánh xong rồi đem về giáng làm dân thường, giám sát trọn đời. Thì đó, để chi? Để thống nhất lãnh thổ. Rồi xong rồi mới phục hưng cái lực nước nữa. Chứ đánh lộn bao nhiêu năm bao nhiêu tháng được cái lộn hay thôi chứ lực nước te tua rồi mấy em. Cho đó phải thừa nhận chứ mấy em, nói chung bệnh hơi sung. Ý ý nó lưỡng quản gì đúng không? Ý nó lưỡng quản cái gì? Lưỡng quản không có cửa luôn, nó thì cho vui luôn khỏi mệt quá, vừa vừa thôi mấy em. Như gọi là binh gia Lý Thường Kiệt kìa, đánh tới Ung Châu xong rút về kìa. Ung Thành hay Ung Châu ta? Rút về kìa. Chỉ là đánh được vậy thôi, nước mà nước nhỏ. Ơi ông, kinh tế xuống anh Duy có bị ảnh hưởng không anh? Anh cũng là người phàm mắc cú thôi chứ anh đâu phải mình đồng da sắc mặt kim cương đâu. Thời buổi này chả có thằng ma nào dám nói mình không ảnh hưởng hết. Mấy thằng nào nói không ảnh hưởng là mấy thằng đó nó chảnh chảnh nó xạo xạo đó, không tin đâu. Đúng không mấy em? Giận thì chịu thôi. Em thấy Việt Nam Airlines sao mấy em? Bự cỡ đó đó. Em thấy Hoàng Anh Gia Lai sao? Bự cỡ đó đó mấy em. Nói đâu xa, điện lực kìa bự cỡ đó đó. Tại sao kinh tế lại xuống dữ vậy anh? Nói chung là tại vì kinh tế người Việt Nam mình nó chưa đủ giàu đó mấy em, nhưng mà cái thời làm ăn được thấy xài tiền nó hơi phung phí đúng không, đầu tư nó hơi nguy hiểm thì nó giờ nó vậy thôi. Giờ kinh tế nó đóng băng này nọ kia, bất động sản nó teo luôn rồi. Em thấy người ta trả mặt bằng quá trời quá đất hả? Chừng nào mặt bằng mà người ta mở lại, người ta sửa sửa soạn này nọ là biết kinh tế nó lên. Còn em đi đường phố mà thấy nó vắng vẻ điều hiu, tối tối này nọ kia là thấy nó vắng. Nghe có xu hướng nghỉ hưu ở tuổi 30, vậy chắc đất nước sẽ không phát triển nổi phải không anh? Ôi mấy anh khùng nó có tư tưởng đó thôi mày ơi. Ai đâu có tư tưởng đó. Em hiểu không? Khùng điên gì đâu mày nghỉ hưu 30 tuổi, bị gì vậy? Có khám thần kinh không? 30 tuổi mày kêu làm biếng đó chứ nghỉ hưu cái gì? Không có ai dùng chữ nghỉ hưu năm 30 tuổi hết đó. Nghe sốc ốc. Có đi tu năm 30 tuổi thì có nha mấy em. Vì Võ Văn Ngân mới xây Sùng Giáng chống ngập 200 tỷ 20 ngày trước, cơn mưa hôm qua làm đường sập cống bung, trong khi mới làm thì khoe cho cố. Cái đó mày buồn một mà người khác buồn 10 đó mấy em, biết ai buồn không? Rồi bây giờ anh vô cái chương trình case study nhỏ cho mấy em nghe, đừng hỏi nữa nha. Giờ không trả lời đâu, giờ đang nói về case study. Bữa nay có một vụ cực kỳ động trời mà mấy ngày nay nó có rồi nhưng mà anh chưa nói, đang nói lần và mãi mãi nha mấy em. Là vụ là giờ một binh sĩ người Mỹ đi qua thăm bạn gái bên Nga xong rồi bị bắt. Đúng là cuộc tình xuyên biên giới, và nó để lại một case study để đời mấy em. Thằng nó nhỏ nha, nó mới 3-4 tuổi à. Tên nó là Black. Giờ cuộc đời nó Black luôn rồi. Đại loại là không biết nó quen sao đó không biết. Nhưng mà thằng này nó đi lính Mỹ mà tôi tưởng nó lạ lắm. Nó thường xuyên nó hát cái bài của ca sĩ đã anh quên rồi. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi, người ấy cũng chính tôi gì đó, cuộc tình thế thôi gì đó không biết nữa, đại loại vậy. Xong mà con gái khắp thế gian nó chả yêu. Ồ, nó yêu một cô gái người Nga mấy em. Không biết nhỏ đó dụ nó hay nó dụ nhỏ đó, hay hai đứa tình yêu sét đánh đi đâu không biết, ba không nói không biết. Nhưng mà chỉ biết là nó qua đó thăm con nhỏ đó. Chịu hết nổi rồi, ở trong quân ngũ 12 cái gì mấy tháng quân trường này nọ khổ quá, thèm ly bia trên từng nốt nhạc. Đó, mơ về Moscow dáng kiều thơm đồ. Rồi xong anh đó anh qua bên bên bên, bên À, bên đây anh thăm người yêu, gan chưa? Lính Mỹ mà dám qua Nga thăm người yêu luôn mấy em. Mấy em thấy điểm này đánh giá cho anh ấy 5 sao chưa mấy em? Thằng đó tên Flack nha, 3-4 tuổi. Rồi không biết trong một cái căn phòng nhỏ hai máy đầu tranh thầm thì to nhỏ trong một đêm giông bão có chặt bụp gì không thì báo không nói anh không biết. Nhưng mà ngày mai anh ta mở cửa anh ta ra đi. Anh ta ra đi, hai đứa cãi lộn anh ta ra đi. Mà tự nhiên ngộ nha, hàng vạn dặm ta đến tìm em trong Moscow chiều mưa. Xong hai người đi chuyến tàu đêm đến vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày xong đi một mình chờ anh mà mới con đêm, xong sáng mai cãi lộn, xong rồi chàng bỏ đi nàng ở lại, nàng tức nàng chửi chàng quá trời luôn, xong hồi vô tình nàng lục cái bóp mất, thấy mất 50 triệu tiền Việt Nam. Ông có tình yêu gì, tình yêu mà vạn lý luôn, tình yêu nửa vòng trái đất luôn. Thằng đó đi lính bên Hàn Quốc, nó lính Mỹ nhưng mà đóng bên Hàn Quốc mấy em. Xong nó bay qua Nga, nó gặp nhỏ này, xong rồi tình yêu gọi là vạn lý luôn, ngựa ngựa xích thố chạy mỏi cẳng luôn, không lớn bằng 500 triệu, không lớn bằng 50 triệu. Ô nhỏ này đi báo công an luôn mấy em, con nhỏ này đi báo công an luôn. Ô thằng khố này bị bắt vì 50 triệu. Vậy thì cây tôi đi là gì, bộ Mỹ bỏ này đói hay gì ta, đúng không? Ủa đi đến Mỹ không có tiền hả? Sao tự nhiên có 50 triệu quan trọng nữa mày? Tại sao nó ăn trộm? Tại bữa nay nó nhận tội rồi, bữa nay nó nhận tội rồi mấy em.
chứ mọi bữa nó chưa có nhận tội, anh không nói, bữa nay nó nhận tội rồi, báo đăng nha, lên VN Express đọc. Đó, lính xịn mà tôi tướng nhìn mặt cũng đẹp trai rồi, sao tự nhiên gì đó mà thấy tình yêu là lạ rồi đó. Nhưng mà giờ tao nói là tình yêu là không phân biệt chính kiến, tình yêu không phân biệt tuổi tác, còn tình yêu không phân biệt giới tính, quốc gia gì lum la hết á, thì cứ coi như là đúng đi. Còn bây giờ nó trốn đơn vị, nó đi qua thăm nhỏ này chưa lãnh lương hả, hay là cái thẻ tín dụng của bển xài cũng được? Ờ cũng có thể đó nha, cũng có thể thẻ tín dụng qua đó xài cũng được. Nhóm nhỏ này 550 triệu, 50 triệu là khoảng 2.400 hay 2.200 đô gì đó. À, rồi giờ nhỏ này báo công an bắt nó luôn, xong rồi giờ nó khai nhận rồi, nó nhận rồi, xong rồi tiếp tục mở rộng điều tra coi có tội gì khác không. Mà theo hệ thống luật sư online nói á, là cái tội này mà ra tòa đó là ở bên Nga nha, luật Nga là ở tù 5 năm. Ôi mẹ ơi, đường đường là cái như lính Mỹ oai hùng gì này nọ, thủy quân lục chiến đồ ngầu, tự nhiên giờ đi qua bển vì gái vì cứu đi ăn trộm này nọ, số tiền nhỏ xíu, số tiền không bằng tháng lương nữa, đổi lại cái án 5 năm. Case study này hiểu sao mấy em? Hiểu sao giờ anh xin lỗi, anh hết hiểu luôn rồi đó. Rồi, nói chung báo đăng vậy nha. Anh không chịu độ chính, anh không chịu trách nhiệm về độ chính xác thông tin. Anh đọc báo VN Express. Đó, nó đăng vậy đó. Còn tin hay không tin tùy các bạn, nhận định sau cũng tùy các bạn luôn. Chứ thấy đây là câu chuyện cười ra nước mắt, khôi hài nhất thế kỷ luôn. Cái thằng đó con gái Hàn Quốc nó chê mấy em. Nó giờ con gái Hàn Quốc sửa quá, con nặng như con nấy về cưới sợ lộn. Còn tên cô gái đó thì anh cũng nhớ, mà mặt cô gái đó anh cũng biết luôn. Nhưng mà mặt này có đưa lên báo rồi, cũng đẹp trai đó chứ không phải giỡn đâu. Nó cũng có thể dính tội gián điệp nữa đó anh. Ờ, đúng rồi, mày gián điệp mày còn dẫn cái mạng mày vô nữa, mày khôn lắm luôn rồi đó. Thôi gián điệp thì trốn cha nó đi, gián điệp tự nhiên đi quen con khác, đi quen con nhỏ này làm gì? Thí dụ như có ca làm gián điệp, có ca có dẫn mạng vô không có ca? Cái case study đó là cái nhận định đó. Mỹ bỏ đói nè quá, không cho ăn cơm, không cho tiền gì đó. Đó, thằng này nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nói chung nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà nó vấn đề đồng đội á, thì ông sếp nó nói thằng này tư tưởng nó phản động em. Thiệt mà. Tư tưởng nó phản động, nó ăn nó chửi NATO không à. Ông sếp nó nói nha. Rồi thêm cái nữa là nó đi nó không xin phép luôn. Nó đi nó ra ngoài nó mua sushi nó ăn thôi. Ôi sorry, nó lộn kim chi. Nó mua kim chi củ kiệu nó ăn thôi. Đó. Thêm miếng tiểu hổ nữa, về chấm thêm miếng muối ớt, muối tiêu, lộn mắm tôm đồ. Sếp tưởng thiệt, sếp cho ra xong nó giọt bên Nga luôn em. Giờ nó bị bắt, đó là sếp bó tay luôn, Mỹ không ý kiến luôn. Mỹ nó thôi kiếp này coi như bỏ ông Minh Nhì. Cái case study nó không vậy đó. Nên nó tóm lại là mấy em nha, đừng dạy gái nha mấy em. Gái nói gì kệ, gái dụ gì kệ. Có nếu mà mê gái thì mê trong vùng an toàn nha mấy em. Đừng có gì gái mà đi hơi lâu. Thượng sĩ luôn anh, không biết mấy chức thượng sĩ hạ sĩ nó cấp cỡ nào, anh chỉ biết nó vậy, tao chọc chơi thôi. Thì anh nói vừa nói vừa vui cho vui mà. Những thông tin anh đưa là tin báo đăng thiệt, nhưng mà cách dẫn của anh thì nó hơi vui vui vậy thôi. À, nay em mới nghe tin 14.000 trẻ em thiệt mạng ở dãy Gaza, ghê vậy mày. Nguyên dãy Gaza đai theo số liệu thống kê là khoảng 31-32.000 người, mà tới 14.000 trẻ em mày ảo mày. Rồi xong rồi tin thứ hai là gì ta? À rồi. À, nói chung là Ai Cập giờ ngày nào cũng lên cảnh báo đó các bạn. Tình hình lặng dày, tóm tắt sự kiện Rafah. What do you know about Rafah? Nói chung Rafah là cái thành phố cuối cùng mà Hamas trốn, và cũng là người Palestine ở đó luôn. Người Palestine ở đó còn 1,5 triệu. Hamas thì không biết, có thể là trong 1,5 triệu đó có vài trăm ngàn người hay nhiêu đó không biết. Thì bây giờ á, cái sứ mệnh của bên Israel á, là kể như là tiêu diệt hết Hamas rồi, nói gì nó nói. Không thể nào có một nhà nước Palestine mà còn Hamas, cái đó là Israel nói nha. Thì bây giờ là vô đây úp luôn. Nhưng mà thế giới đa số nha bạn. Người ta nhìn vô sự kiện đó ta sợ quá trời rồi, bây giờ còn có 1 triệu người trong đó, ông vô hốt cái ta chết nữa sao? Nhưng mà Israel nói, ủa nhưng mà giờ Hamas nằm trong đó hoài không ra đầu hàng, tôi làm gì được? Nó tôi phải lo chuyện của tôi chứ. Ông đâu có bị Holocaust đâu. Lộn, hãy nào đọc là Holocaust. Tìm hiểu đi, anh sắp lên case study về Holocaust rồi. Rồi thế giới giờ cũng lắc đầu thôi kể biết sao, cứ nói thôi bình tĩnh đừng nóng. Bình tĩnh đừng nóng, bây giờ đừng sợ chuyện đâu có đó. Còn giờ là kể như Hamas nằm trong đó có 1,5 triệu người Palestine ở chung thì cũng khá là an toàn. Nhưng mà cái thành phố Rafah đó nó nằm sát bên Ai Cập. Thì ông Ai Cập ông nói như vậy thì nó hai mục đích, hiểu không? Một là ta đã thương Palestine là ta cũng sợ mày lạc qua tao nữa. Xong rồi lúc này là bên Israel nhắc lại, nhớ vụ năm 48 không? Xong rồi Israel nói nè, thật sự thì tôi cũng có thời gian tìm hiểu văn hóa nước bạn, nhưng mà tôi rất yêu thích con người văn hóa nước bạn, thì cho tôi hỏi trong sách lịch sử năm 48 bạn viết sao, còn sẵn tiện cho tôi hỏi luôn năm 67 bạn viết sao. Đó, lúc này là Ai Cập đỏ mặt,
Thật ra thì trong cái tuyên bố đó đó anh nghĩ là chỉ là nói ngoại giao, nói kiểu mà nói cho có nói thôi, chứ không chả đi đâu về đâu. Tại vì Ai Cập cũng không dạy gì mà quýnh Israel thêm lần nữa. Quýnh một lần mất nguyên cục Sinai luôn, khổ lắm em. Biết cục Sinai là cục bự nhất luôn. Ai Cập bị mất cục đó, sau này đàm phán bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày á, xong rồi Israel mới trả lại. Tất nhiên những cái gì anh nói sẽ có nằm trong case study, mà cái case study của anh sẽ nói rất là kỹ, còn để nói cho vui vui cho mấy em nghe, cho mấy em nắm tình hình thôi. Nói chung là vẫn là đấu miệng. Còn thực tế bây giờ là Israel đánh Rafah là đánh thiệt, không có giỡn. Israel không có giỡn, đó giờ chưa thấy Israel giỡn lần nào cả. Israel chưa bao giờ giỡn. Bạn nghiên cứu lịch sử đi, còn bạn không nghiên cứu bạn coi case study của tôi nghiên cứu giùm cho. Tại vì cái tài liệu về Israel đọc rất là khó, các bạn không có dễ đọc đâu. Tài liệu về Israel á, bạn phải research tiếng Anh rất là nhiều. Không, bạn muốn hiểu về Israel bạn phải đọc hai cuốn sách. Bạn phải đọc thứ nhất cuốn Kinh Thánh, không, Kinh Thánh là cái nhất. Cái thứ hai phải research về tiếng Anh. Tại vì sao? Tại vì Kinh Thánh á chỉ viết tới giai đoạn Tân Ước là hết rồi. Giai đoạn Tân Ước là giai đoạn nào? Rồi giai đoạn là môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy thì Kinh Thánh là gì? Kinh Thánh là lời của Chúa đó. Kinh Thánh là lời của Chúa, là giao ước của Chúa, là ABC này là của Thiên Chúa, mà thông qua những người thực tế trong cái giai đoạn lúc bấy giờ người ta viết thành Kinh Thánh. Nói chung nó phức tạp đó nha. Kinh Thánh không phải là người viết nha các bạn. Kinh Thánh là Thiên Chúa viết. Không tin lên research đi. Nên gọi là cái kiến thức về Israel rất là nhức đầu. Nó thuộc dạng tầm cao của vũ trụ, đọc rất là khó hiểu. Vì Israel em thấy nó đánh thẳng tay quá anh nhỉ. Đánh vậy là còn mềm, nó thẳng con khỉ. Quýnh kéo mấy cái xe tăng vô thông, tại bên kia nghèo quá thôi. Quýnh kéo mấy cái xe tăng thôi chứ làm gì đâu. Chưa thấy tàu ngầm bắn lên, rồi chưa thấy F-35 lượn bầu trời bắn rùng. Rồi chưa thấy pháo tầm xa nã vô mầm đồ, quýnh như hữu tình rồi, mà tại chẳng có bên kia nghèo quá. Bên kia thuộc dạng cái salam còn không có nữa. Nói hơi thô mà nó thật. Tại vì phía Iran cũng nghèo quá, không tiền tài trợ luôn. Nên kia gọi là gì? Phiến quân. Phiến quân là gì? Là phiến quân nghèo hơn Wagner nữa. Wagner là giàu chứ không giỡn đâu. Wagner là có phòng không đồ, xe tăng đồ, pháo đồ dữ luôn. Em thấy cú mà Wagner kéo về Moscow chưa? Cú đó là đem theo phòng không đồ, lụm máy bay, cáo trời với đất. Thủ tướng Slovakia bị bắn ngay ở ngoài đường anh ơi. Thì thật cái lúc ông Shinzo Abe bị vậy đó, mày có ý kiến không? Thì cái đó là sự kiện biết vậy thôi, báo cáo khí khô gì. Lâu lâu thì nó xảy ra vụ ám sát đó, chuyện đó nó cũng đâu gì đâu lạ đâu em. Biết vậy thì mình nhìn nhận từ từ đi, nó bạch hóa vấn đề ra, biết nhiều mới nói được chứ. Còn giờ chung quy mới có ngày hai ngày chưa biết gì hết á. Nên anh không nói là như vậy. Anh không thích nói cái gì mà khi vừa sự kiện nó chưa rõ ràng. Cuộc kiểm tra dân số của Ukraine vào năm 1937 không được công bố vì sự thật quá đau đớn, đớn đau, có đến 8 triệu người, thấp hơn so với dân số trước nạn. Mà viết chữ gì vậy? Thì bây giờ 37 không ra thì 40 vòng vòng như đó thôi, gì đâu. Mình không tìm được chính xác thì mình phải tìm cái đầu và cái trước cộng lại chia đôi. Đó là phương pháp thống kê. Vậy thì các bạn có, bây giờ các bạn đã biết vụ đó rồi đúng không? Thì các bạn có công nhận đó là trận thua đau đớn nhất của Ukraine không? Thì bây giờ cuộc đời Ukraine còn trận thua nào đó đớn đau hơn nữa đâu? Thí dụ như Ukraine bây giờ á, gặp kẻ thù á, thì có thể tức và chửi. Nhưng mà trận thua đó chỉ là nó thôi định mệnh thôi. Dù cái thế định mệnh. Thì cái thế định mệnh đó bạn hiểu người Ukraine người ta chịu những cái nỗi khổ nào. Rồi thông cảm được thôi. Palestine không chấp nhận hai quốc gia nên đánh nhau phải không anh? Không phải mày ơi. Nói chung ngày trước á, là cái thế của Palestine là không chấp nhận Israel. Mày vô đây là mày là nữ sinh ngoại tộc, tao đập mày cái đã. Xong rồi kéo anh em vô đập luôn, sáu anh em vô đập Israel. Rồi sau này Israel mạnh quá, bá quá, sau đó chả dám nói câu nào luôn. Rồi giờ là Palestine nằm trong cái thế là nhẫn nhịn và chịu đựng. Đó, và bây giờ là Palestine đang lobby để cho thế giới công nhận mình là một nhà nước ngang hàng với Do Thái luôn. Nhưng mà chưa được, người Do Thái người ta không chịu. Giống như cái cách mà ngày trước Ả Rập không chịu Do Thái, thì bây giờ Do Thái không chịu ngược lại Palestine. Và Do Thái có thêm cái lý nữa là Hamas. Vậy thôi. Em không hiểu sao Hàn Quốc lại khủng hoảng ngành y tế do nhà nước hay do bác sĩ anh. Nói chung thì anh cũng không có tìm hiểu về cái đó. Nhưng mà nghe anh sơ sơ nó đại loại đó là hình như nhà nước trợ cấp gì đó cho bác sĩ, để cho bác sĩ nó học ra nhiều nữa, mà trong khi bác sĩ làm đủ giờ ra đạo lợi là vậy. Nói chung nó cũng có mâu thuẫn đó. Cái đó thì anh không có tìm hiểu. Tại nó thấy nó cũng chả quan trọng lắm. Nó chỉ là yếu tố tạm thời thôi. Chứ chả còn bác sĩ nào muốn đá bay nồi cơm của mình hết á. Mà cũng chả có đất nước nào mà muốn chả có bác sĩ nào làm. Sao người Do Thái hồi đó ở châu Âu nhiều mà giờ toàn ở Israel vậy anh? Có những cuộc không bằng lịch sử. Có người nói hàng tính không có cửa với Bạch Khởi không anh? Thôi mệt quá mẹ ơi. Ít ra Bạch Khởi ta sống còn dai hơn, còn có con có cháu này nọ đều về. Hàng tính có con khỉ gì? Chẳng qua giờ hậu thế dựng lên nói chuyện như đúng rồi thôi chứ. Sống người ta xét một con người phải toàn diện chứ. Đúng không Quyền Trang?
Xét một người phải toàn diện chứ. Cái gì hàng tính là em không nể nhất, dùng binh cũng không được đặc sắc. Thì coi đó, Hán Sơ Tam Kiệt bởi Duy Nguyễn đó. Duy Nguyễn có làm clip về Hán Sơ Tam Kiệt rồi. Anh cũng có, anh đã làm một clip về Quang Vũ rồi. Anh chuẩn bị post lên là tụi em ngỡ ngàng ngơ ngác cho bật ngửa nữa. Bạch Khởi và Tần Thủy Hoàng, ai máu lạnh nhất anh? Tần Thủy Hoàng. Cái vụ mà thảm sát đó là Bạch Khởi không muốn làm, Tần Thủy Hoàng ép đó. Mà không phải Tần Thủy Hoàng ép, thằng Khứa kia ép kìa. Thằng gì quên này, tể tướng gì thời đó tôi quên tên này. Tể tướng nó ghét cực kỳ á, cái gì Thư Thư á. Thằng gì ta, tức thằng đó, Phạm Thư đúng rồi. Thằng Tứ Tư, nói chung mà trong mấy đời tể tướng của Triều Tần á, Khứa đó bựa nhất đó. Cái đạo dùng binh của nó rất là ác. Thí dụ thằng tướng ác không nói, cái thằng tể tướng ở nhà nó ác mới ghê chứ. Nó ác cái gì tầng cối vậy á. Thằng đó thật cái bánh xe đó, thằng đó ép giết á. Nói chung ép giết xong nó gài kế cho Tần Thủy Hoàng, ép Bạch Khởi giết để cho Bạch Khởi mang đi cái rây đứt trong lòng và người Triệu người ta thù Bạch Khởi. Để cho Bạch Khởi nằm trong vòng kiểm soát của Tần Thủy Hoàng. Chung là nó đếm hết rồi, mệt quá.